Bố mẹ của thủ môn U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng thay con nhận thưởng nóng. Cha mẹ người gác đền U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng ngày 24 tháng 1 đã thay con trai nhận những phần thưởng nóng mà chính quyền địa phương trao tặng để kịp thời động viên khích lệ người con quê hương thi đấu vô cùng xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á. Ngày 24 tháng 1, ông Lê Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, đã cùng với đại diện các cơ quan ban ngành của địa phương tới nhà ông Bùi Văn Khánh, là bố của thủ môn Bùi Tiến Dũng, ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, để chia sẻ niềm vui với gia đình ông Khánh và người dân làng Bào khi vùng quê này sản sinh được một cầu thủ xuất sắc như Bùi Tiến Dũng, người đang cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo lên những kỳ tích làm nức lòng người dân cả nước tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 tại Trung Quốc. Ghi nhận thành tích xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc tại vòng chung kết U23 châu Á, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc Lê Văn Tuấn đã quyết định tặng giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện trên quê hương và thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng. Do Bùi Tiến Dũng đang sát cánh cùng đồng đội, tích cực chuẩn bị cho trận chung kết trong mơ, thì đại diện gia đình gồm bà, cha, mẹ, anh đã bày tỏ sự cảm ơn, xúc động và thay mặt nhận các phần thưởng, sự động viên khích lệ của chính quyền địa phương. Ngoài ra, đại diện Hội Doanh nghiệp huyện Ngọc Lặc cũng đã thưởng nóng thủ môn Bùi Tiến Dũng 5 triệu đồng, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thịnh 3 triệu đồng, nhằm động viên khích lệ tinh thần để người con quê hương thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, mang vinh quang về cho đất nước và quê hương. Trước đó, khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc vượt qua vòng bảng và liên tiếp loại các đối thủ mạnh để ghi tên mình vào trận thi đấu cuối cùng, thành tích xuất sắc ấy đóng góp rất lớn của người gác đền Bùi Tiến Dũng. Từ đầu giải tới nay thì gia đình thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn tấp nập người tới chơi thăm và chung niềm vui với gia đình anh. Thậm chí, để người dân làng Bào được theo dõi các trận thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam và con trai, ông Bùi Văn Khánh đã dựng rạp sắp xếp bàn ghế và tivi ra sân để cho bà con tiện theo dõi. Đồng thời thì ông Khánh cũng đã mổ lợn thiết đãi dân làng tới xem bóng đá. Được biết, với thành tích thi đấu xuất sắc của mình, U23 Việt Nam đang nhận được mưa tiền thưởng từ nhiều tổ chức cá nhân. Riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng đã được ông Trịnh Văn Quyết, là chủ tịch tập đoàn FCLC, thưởng nóng 500 triệu đồng. Mỗi bàn thắng của U23 Việt Nam thì nhân viên được thưởng 1 triệu đồng. Một công ty tại Hà Nội đã thưởng cho nhân viên 2 triệu đồng kèm theo chế độ nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc trong 2 ngày sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Qatar tối ngày 23 tháng 1. Sau khi U23 Việt Nam thắng U23 Qatar thì giám đốc một công ty tại Hà Nội đã thưởng cho mỗi nhân viên 2 triệu đồng. Đây là câu chuyện được bàn tán trên mạng xã hội nhiều nhất trong những ngày hôm nay. Sau khi mà U23 Việt Nam thắng U23 Qatar ở vòng bán kết U23 châu Á, thì giám đốc tại công ty Hà Nội này đã thưởng nóng cho mỗi nhân viên mỗi người 2 triệu đồng, tương ứng với 2 bàn thắng trong trận đấu tính đến phút 90. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nếu công ty của mình cũng làm như vậy thì vui biết mấy nhỉ, tài khoản NK viết trên Facebook. Trước đó thì lãnh đạo công ty thông báo rằng mỗi bàn thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thì nhân viên sẽ được thưởng 1 triệu đồng. Toàn bộ nhân viên được nghỉ thêm 2 ngày là ngày 24 và ngày 25 nếu như U23 Việt Nam thắng để đi du lịch, nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc. Trả lời VTV thì ông Nguyễn Việt Tiến là giám đốc của công ty đã xác nhận sự việc trên và ông cho biết tinh thần của nhân viên rất vui vẻ phấn khởi nên sẽ có những ngày làm việc tiếp theo hiệu quả hơn. Quyết định này có mục đích là cổ vũ tinh thần bóng đá của người hâm mộ, làm cho nhân viên thoải mái trong dịp cuối năm. Quyết định này được đưa ra sau khi đã tính toán cân đối khả năng thi đấu của đội tuyển Việt Nam, năng lực tài chính cũng như số lượng nhân viên với hơn 10 nhân viên, ông Tiến nói. Bày tỏ cảm xúc sau khi theo dõi trận bán kết thì ông Tiến cho hay bản thân ông và toàn thể nhân viên trong công ty đã vỡ òa trong những giây phút lịch sử. Chúng ta đã vượt lên tất cả bằng tinh thần chiến đấu ngoan cường, Quang Hải và các đồng đội vẫn vững vàng tiến bước trước bao nhiêu sóng gió để lần lượt tiếp nối những kỳ tích, ông giám đốc trẻ chia sẻ. Trước đó thì dân cư mạng cũng đã phát sốt với thông tin một công ty khác tại Hà Nội cũng đã đưa ra quyết định là cho nhân viên nghỉ 2 ngày. Công ty làm việc tại Đà Nẵng thì mở tiệc chiêu đãi nếu như U23 Việt Nam giành chiến thắng trong trận đấu với U23 Qatar. Không chỉ có các công ty, một số trường cấp 3 cũng chủ động cho học sinh nghỉ học. Nhiều trường đại học lớn tổ chức cho sinh viên xem bóng đá tại hội trường lớn. Cụ thể như trường Trung học Phổ thông số 1 Yên Dũng Bắc Giang, trường Trung học Phổ thông Thái Phiên Hải Phòng, cho toàn bộ học sinh nghỉ học để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.
huấn luyện viên Park Hang-seo và hai thay đổi giúp cho Việt Nam đánh bại Qatar. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy khả năng đọc trận đấu tài tình bằng việc tung Hà Đức Chinh và Hồng Duy vào sân ở trận bán kết giải U23 châu Á. Việt Nam bước vào trận đấu với Qatar với lối chơi phòng ngự quen thuộc. Tuy nhiên thì hàng công của đội bóng mũi nhọn là Công Phượng lại không được nhiều sự hỗ trợ, khiến cho Việt Nam chúng ta chơi phòng ngự bị động trong hiệp 1. Ngay cả khi bị Qatar dính trước 1-0 thì hàng tấn công của Việt Nam cũng không tạo ra nhiều cơ hội trước giờ giải lao. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi ở đầu hiệp 2 bằng việc tung Đức Chinh vào thay cho Công Phượng. Với mũi nhọn, Đức Chinh đã cao gần vòng 16m50, Việt Nam trở về sơ đồ 5-4-1 quen thuộc ở giải năm nay. Khi hàng thủ được tăng cường thì Quang Hải và Văn Đức được giải thoát bởi trách nhiệm phòng ngự để dâng cao hơn. Điều này phần nào cho thấy ở phần thắng gỡ hòa khi Quang Hải lao vào trong vòng 16m50. Bên cạnh sự thay đổi quen thuộc giữa Công Phượng và Đức Chinh thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn quyết định thay Duy Mạnh bằng Hồng Duy. Hậu vệ có xu hướng tấn công tốt để kiếm bàn thắng trong 30 phút cuối. Sự xuất hiện của Hồng Duy ngay lập tức tạo ra nên một sức sống mới bên cánh trái theo hướng tấn công của Việt Nam, khiến các cầu thủ của Qatar thường xuyên hở trường trong mỗi đợt phản công. Giới chuyên gia còn ngưỡng mộ ông Bát ở chỗ là ém quân tài tình. Trước khi vào tranh thi đấu lăn xả trận này thì Hồng Duy chưa đá một phút nào tại giải. Điều đó khiến cho Qatar hoàn toàn bất ngờ và không kịp trở tay. Cuối hiệp 2, cầu thủ trưởng thành từ Lò Hoàng Anh Gia Lai thậm chí suýt chút nữa thì tự mình ghi bàn với cú đá chân trái cực mạnh đưa bóng chạch mục tiêu. Ngay trong thời điểm bị dính trước, ông ấy cho thấy Việt Nam không chỉ đá phòng ngự bị động mà còn chủ động gây sức ép và tấn công khi cần thiết. Trận đấu với Qatar là điển hình cho khả năng điều binh và của chiến lược gia người Hàn Quốc. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Dương bình luận. Báo Trung Quốc tiền không mua được thành công như Việt Nam. Trang Sina ấn tượng với cách mà thầy trò Park Hang-seo đã liên tiếp đánh bại những đội bóng Tây Á, các quốc gia giàu có hơn hẳn ở Việt Nam. Trọng tài đã trao một quả phạt đền cho Qatar ở bán kết U23 châu Á, nhưng Việt Nam vẫn cuốn phăng đối thủ, phóng viên Kỷ Ngọc Dương viết trên trang Sina. Ở bóng đá châu Á thì tiền không thể mang lại thành công như Việt Nam. Những người đã rất chú trọng đào tạo trẻ trong ít năm gần đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam bắt đầu hưởng trái ngọt sau 7 năm xây dựng và hoàn thiện trung tâm đào tạo trẻ. Trên hành trình vào chung kết U23 châu Á, Việt Nam đã đánh bại Australia và Qatar là những ông kè của bóng đá khu vực. Với nền kinh tế phát triển, họ cũng đi trước Việt Nam một bước về hệ thống đào tạo trẻ. Phóng viên Sina ấn tượng với đặc điểm đặc biệt này, Kỷ Ngọc Dương viết tiếp. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã làm gì trong những năm qua? Những đồng tiền được chi nhỏ giọt đến từng xu và câu trả lời cho cách làm ấy đã thể hiện rõ ở giải này. Hãy suy nghĩ cẩn trọng nếu không muốn bị tụt lại. Đồng tình với quan điểm này, phóng viên Thẩm Vĩ phân tích, sự phát triển của bóng đá trẻ và đẳng cấp của giải vô địch quốc gia gần như không liên quan gì đến nhau. Trung Quốc đã làm nhiều cách để thức tỉnh nền bóng đá trong nước. Với sự bổ sung nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới nhưng ở cấp độ U23, họ không mang gì đến ngoài tiền và phí hoa hồng cho các tay môi giới. Phóng viên Đồng Vũ Trì nêu quan điểm, Việt Nam lọt vào chung kết U23 châu Á không phải là sự tình cờ. Gần 10 năm kể từ khi nước này bắt đầu chăm lo phát triển những cầu thủ trẻ thì hôm nay họ đã thu được thành tựu. Ông trời không phụ lòng người, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bên cạnh thành công của Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á thì bóng đá Đông Nam Á còn gây ra tiếng vang lớn ở vòng loại AFC Champions League khi Jared Nerot của Philippines đã thắng Brisbane Roar của Australia với tỷ số 3-2 hôm ngày 23 tháng 1. Tại vòng play-off thì Jared Nerot đã gặp Thiên Tân Quyền Kiện là đội bóng giàu có của Trung Quốc Super League. Tiền vệ Qatar, đội Việt Nam thi đấu bằng cả trái tim và đam mê. Ôn Emadi thừa nhận Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng trong trận bán kết giải U23 châu Á hôm 23 tháng 1. Tôi nghĩ chúng tôi đã khởi đầu rất tốt và xứng đáng có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó thì đội Việt Nam chơi bằng cả trái tim và đam mê. Họ san bằng được cách biệt tới hai lần. Điều này khiến cho chúng tôi bất ngờ, dù biết trước là họ đã từng làm được điều tương tự. Ôn Emadi chia sẻ trong trận đấu. Qatar mở tỷ số ở phút 39 nhờ quả đá phạt 11m thành công của Afam Afid. Nhưng tới phút 69 thì Quang Hải tận dụng việc hậu vệ của đối phương phá bóng không dứt khoát, đá bôi bằng chân phải cạnh thành cân bằng tỷ số. Khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 3 phút thì Qatar lần thứ hai vượt lên dẫn trước nhưng cũng chỉ cần thêm đúng 2 phút. Quang Hải đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm đưa bóng đi vòng qua thủ môn đối phương vào lưới.
Trong 30 phút hiệp phụ thì không có thêm một bàn thắng nào được ghi, khiến cho hai đội phải nhận định thắng thua bằng loạt sút luân lưu. Quang Hải đã hỏng ngay loạt đầu tiên, nhưng Tiến Dũng đã để được hai pha đá 11m của đối thủ để giúp cho Việt Nam chúng ta giành chiến thắng 4-3 và chơi chung kết giải U23 châu Á. Chúc mừng Việt Nam, họ là một đội chơi tốt hơn, hy vọng chúng tôi có thể học được kinh nghiệm từ trận đấu này và trở lại một cách tốt hơn. Ôn Emadi nói thêm, thua Việt Nam thì Qatar sẽ tranh giải 3. Đây là cơ hội để đội bóng này trả món nợ với Hàn Quốc tại bán kết giải năm 2016 khi họ được chơi trên sân nhà. Chúng tôi sẽ đá hết mình trong trận tranh giải 3 để có được kết quả tốt nhất. Đội trẻ cố gắng rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong trận đấu với Việt Nam, Ôn Emadi nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để có tương lai tốt hơn. Xin chúc mừng Việt Nam, chúng tôi khởi đầu tốt và có bàn tỷ số nhưng không may mắn ở giải đấu này.